cho xuân biện tờ ở Hòa Hảo. Bài này Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Quan trường nhiều lũ xoáy tà, miệng là manh hổ ý là xài lan. Vinh quang đâu có vinh quang, tâm còn ít kể tánh còn hại dân. Có thân chẳng liều lấy thân, cười người điên dài sao gần tiên ban. Nức cười cho đứa võ phu, đuôi mù chẳng sợ cứ mà dèm pha. Sau này sẽ biết mặt ta, tiên thần cũng chịu quỷ tà cũng cam. Dương trần lắm nỗi đớn đau, tu hành chẳng chịu đau màu chẳng theo. Cứ lo ngỡ mặt cười reo, trước cười sau khóc khóc rồi lại than. Than rằng tà quỷ ác gian, chẳng cho ba tánh được toàn thay thế. Mấy năm trí óc còn ghi, lời thầy để lại có thầy sai không? Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình đến bài tối mồng một. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng gọi ơn trên rải đào màu, thương đời chỉ vẻ nẻo cao sâu. Khai rừng kinh kệ câu quyền bi, để cứu nhân gian khỏi thảm sầu. Hương đăng nghi ngút lệ dòng cầu, cam lòng ba tâm nguyện từ câu. Chí quyết một lời ta độ tận ngã, dắt chung lạnh xa cánh mộng sâu. Giữ nguyện đinh ninh tiếng tạc thù, làm lành
đâu phải tốn tiền xu. Mà sao lại được về tiên cảnh, thêm thoát ngục mê chúng diêm phù. Diêm phù chân chúa chọn người tu, hành phạt ác hung chung cửa tù. Tiết nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỡi bớ dương trần hãy ráng tù. Ráng tu dẹt pha đạo lưu bồ, thay chung đời này lạc chữ tu. Sớm tình kệ kinh tiền hiểu lý, một ngày hội hiệp hết mờ lối. Mờ lối được sang răng qua cù, hiệp mặt phân trần nỗi ám ô. Tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp mà, khắp hết thế gian thoát chôn tù. Chốn tù vốn thiệt cõi ta bà, tiên cảnh được về mới lắm xa. Chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ, khuyến dài bởi dưng sắc ngọc toàn. Ngọc toàn Phật tổ này sai ta, xuống cứu thế gian nẻo dài ta. Hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp mê, cho đời thấu tòa đạo ma. Ma ha thoảng nhỏ dọn rồi đang bước xuống đi qua bên giác màng. Sao hồi còn chờ ta reo mãi, dân tình xem vàng cứ ngâm nga. Ngâm nga việc khổ tới bên,
Phật tu hiền phải lâm xa, biết đạo tùy thời mau trăm khổ, chớ đừng thi thố những tài ba. Tài ba khoe sức uổng thay mà, nhất già yêu đời dùng khuyên ca. Tình thức nhân dân đang mờ ám, nên làm thi phu đằng ngâm nga. Ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, quyền bi nhiều lời chỉ thiệt xa. Bốn đạo ráng tìm cho cặn kẽ, lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma. Nam mô A Di Đà Phật.